Nhiều người bị chó mèo cắn, cào, trầy xước nhẹ, tiếp xúc với chó mèo bị dạy đã không đến các điểm tiêm ngừa. Năm 2021, Bến Tre ghi nhận 9 ca tử vong. 9 tháng đầu năm 2022, Bến Tre ghi nhận thêm 12 ca tử vong do bệnh dạy, có 8 ổ dịch dạy trên đàn chó mèo. Và con số này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nếu chúng ta tăng cường các biện pháp giám sát, lấy mẫu trên động vật. Có thể nói, virus dạy trên địa bàn tỉnh đã lưu hành rộng, nguy cơ mắc bệnh dạy gây tử vong cao nếu không may bị chó mèo cắn hoặc tiếp xúc với chó mèo bị dạy. Vì thế, trong giai đoạn này, để đảm bảo an toàn, phòng nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh dạy, tất cả người dân khi bị chó mèo cắn, người có tiền sử tiếp xúc với chó đã được xác định mắc bệnh dạy hoặc nghi dạy, người có tiếp xúc với người tử vong do mắc bệnh dạy cần phải tiêm ngừa dạy đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế, chủ động tiêm ngừa vaccine phòng dạy cho chó mèo nuôi tại nhà để giảm nguy cơ virus dạy lưu hành trên động vật, tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y, không thả rong chó mèo, chó ra đường phải được đeo rõ mõm, không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo.